Hi, xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay thì các chú thợ vào đây để làm và sửa soạn nốt cái căn nhà của chị. Thì hôm nay thì trời rất là lạnh và thời tiết hôm nay nhiệt độ có 6-7 độ C thôi, thành ra là trời cũng khá lạnh. Nên là hôm nay thì các anh thợ cũng đến hơi muộn một xíu. Thì các chú thợ đang ở đằng sau để cắt gạch, ốp nốt cái tường phòng khách của chị và ốp thêm một cái phòng của cháu và bé Chính đang ở này, sau này sẽ là phòng của bé Chính ấy, thì sẽ ốp nốt cái tường đấy. Đây là những cái bước cuối cùng các chú hoàn thiện nốt cái gạch ốp phòng khách của chị cô. Thì đây là các chú đang làm sắp xong rồi. Bên này còn một cái miếng nhỏ nhỏ ở đây, lát nữa sẽ ốp nốt. Thì các chú vừa ốp gạch vừa ốp vừa lau cho nó sạch luôn. Cơ bản thì phòng khách gọi là cơ bản thì cũng xong xuôi rồi. Sau này nếu mà có sơn lại thì sẽ sơn lại phòng cho nó sạch sẽ và nhìn cái màu đẹp mắt hơn. Thì các chú vừa ốp vừa lau. Còn đây là những cái phòng của chị khi mà đã những cái chỗ này khi mà đã làm xong này. Lát nữa các chú thợ sẽ để thêm một lớp xi măng trắng vào chát lại để vào mấy cái chỗ hở ấy. Đó, cơ bản là cũng đã xong. Bàn ghế thì cháu lấy để tạo ở dưới này cho nó gọn gàng để cho các chú có không gian để làm việc. Phòng chị thì cơ bản cũng hoàn thiện rồi. Đó, thì các chú thợ ốp gạch rất là đẹp luôn. Cô anh Lưu góp ý cùng với cháu ốp cái chỗ tường này để khi mà mỗi khi chị nhổ thì bảo chị lau đi, tập thành một cái thói quen để cho chị biết được cái sự sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Đó, đây là cô anh Lưu phối hợp với cháu từ từ gọi là giúp chị nhìn nhận được về cái đẹp đó. Thì mỗi khi mà chị nhổ thì cháu sẽ bảo chị lau đi. Thì cái nhổ này là một cái thói quen xấu thì chúng ta không thể nào mà trách chị được. Thì cái này là cũng chả có cái thuốc gì, cháu cũng không biết là có cái thuốc gì có thể mà giúp chị không nhổ nữa. Thì cái này là dần dần để thời gian để chị dần dần khắc phục cái việc mà chị nhổ này thôi. Các chú thợ đang trong những cái bước cuối cùng để hoàn thiện nốt cái ốp tường gạch ốp tường phòng khách cho chị. Đây là chú đang để một lớp xi măng trắng ở đây. Để những cái lớp xi măng trắng như này cho nó phủ hết mấy cái chỗ hở, mấy cái kẽ hở như này. Đây là chỗ thợ vẫn đang chưa để ở chỗ này, lát nữa sẽ để vào sau. Còn những cái góc bên này sẽ phủ hết những cái lớp sơn trắng này. Ở dưới cái hở của cái chân tường thì cũng được chát hết những cái lớp xi măng trắng ở đây. Lát nữa sẽ lấy cái giày lau lại cho nó sạch sẽ. Chát hết. Còn xem nào. Những cái bên này là vẫn chưa chát này. Dưới này vẫn mấy cái chỗ này vẫn hở. Đấy, không thể nào mà khít được. Lát nữa sẽ lấy cái lớp sơn trắng chát hết lại. Rồi, ok. Đây là lớp xi măng trắng khi mà thợ đã chát hoàn thiện xong. Nó nhìn rất là đẹp mắt. Và ở bên này thì chú thợ vẫn đang chát nốt. Gần như là cũng sắp xong rồi. Giờ là mình chát nốt mấy cái sơn lớp xi măng trắng này, chát vào là ok luôn. Chát vào là xong xuôi. Nhìn cũng rất là đẹp mắt và nhìn kiểu dễ chịu hơn. Nhìn nó sẽ không có những cái lỗ hổng, những cái lỗ hở gì. Nhìn nó kiểu liền mạnh hơn á. Thành ra là tạo ra một cái tính thẩm mỹ nó đẹp hơn. Ở bên này thì bác thợ đang tiến hành vào làm cái bàn bếp rồi. Hôm qua thì
kiểu mình đổ cái là đổ cái khung xong là bây giờ thì bắt đầu làm gì? Bên này sẽ đặt một cái bồn rửa tay và tựa bếp của, bàn bếp của chị thì sẽ làm lại và nó tựa tựa như này. Mấy hôm nữa sẽ để cái bình ga ở dưới cái chỗ bên này, xong là như này thôi. Xong bác làm xong sẽ ốp thêm cái lớp gạch ở cái chỗ tường đấy nữa. Mọi chuyện thì đã cũng đang tiến hành rất là suôn sẻ. Do vật liệu không đủ nên là cháu phải đi để mua thêm vật liệu để cho thợ làm. Thì cháu sẽ đi mua thêm 4 túi cái xi măng trắng, với lại mua thêm cái lu để cho các thợ sơn lại cái tường bếp cho nhà chị. Thì hôm nay thì trời sương mù dày đặc. Khi mà những cái vào cái thời tiết sương mù như này thì để giữ an toàn thì thường đi thì ban ngày thì vẫn phải bật thêm cái đèn để cho nó bật thêm cái đèn của xe thì để cho nó dễ phát hiện và gọi là giữ an toàn ok hơn. Cháu vẫn hôm nay thời tiết ở trên Sìn Hồ thì thời tiết ngay cái lúc này là ở trên này là 7 độ C. Trời thì rất lạnh luôn, thành ra là sáng nay cháu thầy cô của bé Chính ấy, cô giáo của bé Chính bảo cho các bé nghỉ, thành ra là cháu cho bé Chính ở nhà thôi. Và khi mà cháu đi mua vật liệu như này là cháu đưa bé Chính lên trên nhà giao để cho giao ở trên đấy trông, sợ bé Chính bọn mình ở dưới nhà chị thì ở cùng với mẹ thì sợ mẹ lại không biết cách trông rồi bé lại khóc này nó nữa, thành ra là cháu phải mang lên cho giao trông. Cháu mới đi được một cái đoạn ngắn mà thấy sương mù nó mấy cái giọt sương mù nó đọng lại hết ở trên áo rồi, cảm giác không ổn rồi. Thì cháu chợt nhận ra mình cần phải mặc cái áo mưa vào, mặc dù trời không mưa nhưng mà phải mặc vào thì nó mới ok, còn như này thì không được ổn cho lắm. Cháu sẽ mặc cái áo mưa vào cho nó đỡ lạnh. Cháu mới vào trong quán chị bán vật liệu xây dựng ở đây để cháu mua cái xi măng trắng, với lại đây là cái chổi để mình quét sơn tường thôi. Cháu định mua cái lu nhưng mà chị bảo hết rồi nên là đành mua cái này nhờ các chú thợ chịu khó để sơn thôi. Giờ thì cháu sẽ đi về. Hi, xin chào ngày mới tất cả các bác cô chú anh chị. Hôm qua thì các chú thợ đã gọi là ốp tường phòng khách rồi phòng ngủ các thứ là làm xong xuôi hết bên trong nhà của chị rồi, và hôm nay thì chú thợ đang sơn lại cái chỗ bếp cho chị. Đây là chú thợ đang sơn cái một cái lớp sơn lót ấy. Bây giờ sơn lót xong là một lát nữa chú thợ mới sơn màu sau. Thì hôm nay là công việc là các chú thợ sẽ sơn nốt cái bếp này xong rồi làm hoàn thiện nốt cái bàn bếp rồi lát gạch nền bếp nữa là xong. Thì chắc là trong ngày hôm nay thì các chú thợ sẽ làm xong cái công việc của ngày hôm nay, gọi là xong xuôi hoàn thiện hết tất cả ấy. Hôm nay thì các chú thợ cũng đến khá là sớm. Và trời ở trên này dạo này thời tiết ở trên chỗ chị này là cứ vào buổi sáng sớm là khoảng 5 đến 6 độ thôi, thành ra là cũng hơi lạnh, nhưng mà các chú thợ cũng đã rất cố gắng để đến để làm hoàn thiện nốt cái nhà bếp cho chị. Thì đây là một cái điều rất là tốt. Thì khi mà hoàn thiện xong thì cháu mới thanh toán tiền thợ cho các chú thợ các bác nhé. Khi mà ốp gạch ấy thì các chú phải lấy cái gạch này để ngâm ở dưới này để ốp. Cháu không biết chắc là ngâm để cho nó dính, là ốp thì nó chắc chắn hơn. Cái chỗ này là cháu ốp một tí ở trên cái chỗ bàn bếp kia. Thì vừa nãy cũng rau lạnh quá nên là các chú về đây bảo lạnh cóng tay luôn khi mà ngâm ở cái nước này. 5-6 độ thì cái nước này thực sự
rất là lạnh đó. Tội cho các chú ạ. Hôm nay thì trời lạnh quá, các chú đang ở dưới làm nên là các chú bảo cháu chở cát thì cháu lên trên này. Cũng nhờ Giao chở giúp cháu luôn, nhờ Giao lấy cái xe này để chở xe của cháu, xe của Sina Long gửi cho cháu. Chở những cái bao cát này, chở khoảng 6 bao để các chú thợ làm lại cái nền bếp ấy, thành ra là phải làm phiền đến Giao. Giao lái xe giỏi hơn thì để cho Giao giúp cháu chở, bởi vì ở dưới này thì đường cũng hơi trơn ấy. Chính ơi, vào nhà Chính. Hôm nay thì Chính ở trên này thôi, bởi vì ở dưới kia thì thợ đang làm việc các thứ thì rất là bừa bộn, cho Chính ở trên này đốt lửa ở trên này sưởi ấm các thứ. Khi mà thợ hoàn thành xong việc hết rồi thì cháu sẽ đưa bé Chính xuống dưới. Lạnh không? Hả? Vào nhà đi Chính nhá. Cát thì nhờ Giao đổ vào ở dưới này để lát nữa cho các chú thợ dùng để lát cái nền bếp ở dưới. Hôm nay thì rất là bừa bộn, mà để khi nào mà làm xong thì mới chịu có dọn dẹp thôi. Bên này thì còn một bao nữa Giao quýt quýt. Mà ok luôn. Thời tiết thì rất là lạnh. Cháu qua bên này xem một tí ở bên trong. Ở bên này thì các chú thợ đã sơn xong rồi. Cái chỗ khoảng trống này là các chú thợ sẽ lát cái gạch, lát một cái gạch úp vào tường ở bên này nữa để cho nó đẹp. Còn nhà thì cơ bản là đã sơn xong hết rồi, nhìn cái màu rất là đẹp. Đây chỉ là sơn lót thôi chứ các chú vẫn chưa sơn cái sơn màu lên, phải đợi tầm 1-2 tiếng nữa khi mà sơn tối thì các chú mới sơn lại, mới sơn màu vô. Ok, anh cảm ơn nhé. Bây giờ là các chú thợ đang trong những cái bước cuối cùng để hoàn thiện nốt cái bàn bếp. Bây giờ đang đúng rồi. Bây giờ là bắt đầu là trong cái giai đoạn là chuẩn bị ốp cái gạch. Gạch này là gạch bàn bếp. Cho đặt những cái loại gạch này. Mọi thứ thì cũng đang tiến hành rất là thuận lợi. Gần như cũng sắp xong xuôi hết mọi việc rồi. Đây là những cái vết sơn đầu tiên khi mà chú đang trong cái quá trình sơn nốt cái phòng bếp cho chị. Chú sơn rất là cẩn thận luôn. Bên này thì bác đang cũng trong cái quá trình đang làm nốt cái đang ốp cái gạch vào bàn bếp cho chị nữa. Các chú thì làm việc rất ok luôn. Gần như là mọi việc thì cũng đang tiến hành cũng gần xong xuôi rồi. Giờ chỉ cần xong sơn xong nhà bếp xong là làm cái bàn bếp rồi ốp lại cái nền dưới này là ok. Mọi chuyện thì đang tiến hành rất là thuận lợi. Các chú thợ đã sơn xong cái xong chỗ bếp này rồi. Đó. Khi mà sơn ở gần cái chỗ cửa này thì các chú dính một cái lớp băng dính như này để chắn cho sơn đỡ bám vào cái cửa. Bên này thì chú cũng sơn nốt bên này, chú đang dán băng dính vào.
để mà sơn. Sơn hết mấy cái chỗ mép cửa này. Xong là lát nữa cháu sẽ bảo là các chú sơn nốt mấy cái chỗ này nữa. Cả cái một tí cái chỗ bên này nữa. Sơn hết cả trong phòng cho nó đều, cho nó mới lại. Bên này thì bác đang ốp cái mấy cái bức gạch ở bên này. Đây là cái bồn chậu rửa tay. À, khi nào phải mua thêm một cái vòi. Đúng rồi, còn cháu còn quên, còn thiếu cái vòi kia nữa, cái vòi để vòi rửa tay nữa. Chắc phải mua thêm. Cơ bản thì các chú thợ đã làm sắp xong bàn bếp rồi. Đó, và lát nữa thì các chú sẽ đến làm hoàn thiện nốt cái bàn bếp và lát lại cái nền gạch ở dưới này. Thì gọi là bây giờ vừa nãy thì các chú vừa mới đi về để nghỉ trưa đấy. Xong là một lát nữa các chú thợ sẽ về làm tiếp. Còn ở đây thì vẫn chưa lau. Các chú bảo là đợi một tí khô một tí thì lau, nó mới dễ lau. Còn bây giờ kiểu nó đang ướt quá, thành ra nó khó lau ấy. Nên là các chú bảo 1-2 tiếng nữa các chú ấy đến đây lau lại. Còn bồn rửa tay thì cháu bảo các chú đặt ở chỗ này thì cũng ok. Mọi chuyện thì đang tiến hành rất là suôn sẻ. Gần như là sắp xong rồi. Các chú thợ đã về nghỉ ngơi và bây giờ các chú đang về đây lau nốt cái chỗ bàn bếp này. Khi mà lau nốt xong thì sẽ gọi là bàn bếp thì cũng xong xuôi rồi. Bây giờ là chuẩn bị làm cái nền bếp ở dưới này thôi. Vừa nãy chú bảo là bác vừa nãy bác ấy bận nên là thay anh bên này đến làm. Thì một lát nữa khi mà hoàn thiện xong cái bếp rồi thì cháu sẽ trả tiền cơm cho chú. Cũng khá là sạch sẽ khi mà làm xong cái căn bếp như này. Vậy là bàn bếp thì cơ bản cũng hoàn thiện rồi. Bây giờ là chú sơn nốt cái chỗ bàn bếp và sơn thêm cái chỗ trong bếp này thôi. Khi mà sơn xong thì chú sẽ ốp gạch qua ở dưới sau. Cơ bản là cũng hoàn thiện sắp xong rồi. Còn bên ngoài này thì nhiều mấy cái mảnh vụn các thứ, mấy cái đống, mấy cái gạch các thứ ở đây. Lát nữa sẽ chuyển bước đi. Đây là chú đang đổ cát vào trong này để lát nữa lát gạch ở dưới nền. Giờ là các chú thợ đang giải cát xuống để chuẩn bị ốp nền bếp rồi. Bên này thì gọi là sơn hết cả trong cái nhà bếp này của chị rồi. Và bên này là cái bàn bếp. Thì lát nữa cháu sẽ bảo thợ lau sạch sẽ lại. Bây giờ là thợ vẫn để đấy, vẫn chưa lau được. Lát nữa sẽ lau sạch sẽ. Còn bên trong cái chỗ bếp này là cháu bảo với thợ là lát nữa đổ thêm một cái lớp bê tông ở bên, đổ thêm xi măng ở đây nữa. Bởi vì mấy cái chỗ này là toàn là đất thôi, thành ra là nó rất là ẩm ướt. Rồi cháu bảo mấy chú thợ là sẽ giúp cháu giải một lớp ở đây để nó đỡ bẩn hơn.
các chú thợ thì đang ở đây làm rồi. Bên này thì cháu có để đúng rồi, vừa nãy mới bảo chú đổ thêm một cái lớp bê tông ở đấy để cho nó đỡ bẩn. Chú ở đây làm. Cháu vừa nãy cháu có nhờ dao xuống để giúp cháu chuyển hết mấy cái đống vụn, mấy cái đống rác này mang đi vứt. Cháu sẽ dùng những hai cái xe này chở, có cả hai xe luôn, mỗi người một xe. Cháu mới nhờ dao cùng với cháu chở rác đổ vứt ở cái chỗ bãi rác này. Lát nữa sẽ đi chở cả mấy cái đống vụn kia nữa, chắc là sẽ đổ ở cái chỗ khác. Nhà bếp thì sắp xong rồi, còn 50% nữa. Cái chỗ nền bếp ở dưới này là lát được một nửa rồi, bây giờ còn một nửa bên này nữa. Hôm nay thì bây giờ là 3 giờ thì chắc là làm xong thì tầm 4 đến 5 giờ gì đấy. Vậy cũng gọi là ok. Mọi chuyện là suôn sẻ. Cháu cùng với cháu thì đã xúc cái mấy cái đống vụn này mang đi đổ sắp hết rồi, giờ đi thêm một chuyến nữa. Các chú thợ đã trong những cái bước cuối cùng để hoàn thiện nốt cái nhà bếp của chị rồi. Đó, và gạch nền các thứ làm xong xuôi hết rồi. Giờ chú sẽ quét lại cái nhà cho nó sạch sẽ một tí. Chú bảo là cái này thì để ngày mai để xi măng nó cứng lại thì mình mới có thể vào được. Nên là tối nay thì cháu sẽ đóng cửa phòng bếp lại để đợi đến ngày mai thì đi vào việc sử dụng cái căn nhà bếp của chị luôn. Đi vào cái việc ở luôn. Do thiếu do thừa một chút xi măng với lại cát nên là chú đã lấy để tạm ở chỗ này cho nó đấy, không có chỗ nào để nên là để ở đây. Chú để xi măng ở đây để mấy hôm nữa nó cứng lại thì nó sẽ gọi là cũng sạch sẽ hơn. Bây giờ thì cũng gần 6 giờ rồi, trời cũng tối rồi, các chú mới hoàn thiện xong cái căn bếp của chị thôi. Vậy là căn bếp của chị đã được hoàn thiện rồi. Và bây giờ thì trời cũng đã tối rồi, cháu sẽ thanh toán tiền cho các chú thợ để các chú ấy còn đi về. Cháu sẽ bật đèn lên. Tổng vừa bao kia. Tôi bao lọc phí ở xe bật xe 50.000 cái tiền đá. Sương mù nhiều quá các bác. Thưa các bác, bây giờ cháu sẽ thanh toán tiền cho chú thợ. Cháu xem này. Tổng tiền thợ cháu phải trả là 5.400.000 cho 5.400.000 cho hai thợ. Cái này là cháu lấy sẵn của hai người rồi, cháu sẽ cho chú lại đây đấy. Sao? Tao tương đi chiều, đi chiều thiệt quá, chán quá. 5.400.000. Ra chiều thì mạnh. Đủ rồi các bác nhé.
Như vậy thì cùng với sự chỉ dẫn và giúp đỡ của cô anh Lưu về mặt tài chính thì cô đã giúp bà chị cô làm sửa soạn lại cái căn nhà của chị. Đó, và cùng với cái sự làm việc nhiệt tình của các chú thợ nên là chị đã gọi là cô anh Lưu cùng với cháu cùng với phối hợp với các chú thợ đã hoàn thành được hoàn thiện được cái sửa soạn lại căn nhà cho chị. Thì mọi chuyện thì quá là ok rồi. Cháu theo cái cháu thấy thì mọi chuyện là gọi là hoàn thiện quá ok rồi. Nhà cửa thì cũng được sửa soạn các thứ, được ôm gạch này, ôm lại gạch các thứ cũng ok. Cũng không còn cái từ gì khác ngoài cái từ ok. Thì cháu cũng gửi lời cảm ơn đến cô anh Lưu. Cô là người luôn luôn đồng hành và hỗ trợ cho cháu để có thể giúp chị cô sửa soạn lại căn nhà. Cô anh Lưu luôn sẵn sàng hỗ trợ cháu về cái mặt tài chính và về cái mặt tinh thần đó, hỗ trợ về mọi mặt luôn. Thì cháu cảm ơn cô anh Lưu về cái điều đấy. Và cháu cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các anh thợ, các chú thợ trong cái video này. Các chú đã làm việc rất là nhiệt tình và làm rất là cẩn thận cho chị cô một cái sửa soạn lại một cái căn nhà quá là ok đó. Thì video này thì cháu cũng không biết nói gì thêm nữa. Cháu cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video clip gần nhất của cháu nhé. Bye bye.